Thay mặt Bộ Tư lệnh Binh đoàn, tôi giao cho đơn vị các đồng chí lá cờ của Tổ quốc. Các đồng chí có nhiệm vụ cắm nó lên nóc Dinh Độc Lập của Ngụy Quyền Sài Gòn. Chúng tôi xin hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng chí tư lệnh đã giao. Các đồng chí có quyết tâm cắm quạt cờ giải phóng lên Dinh Độc Lập không? Quyết tâm!